Xin chào anh chị, hôm nay em giới thiệu với mọi người về cái dòng máy xay cà phê 600N. Thì đây là cái dòng cũ, trước giờ em vẫn bán. Và mọi người có thể phân biệt với hai cái mới. Cái này á, màu này nó tươi hơn nè. Còn đây là dòng hai cái dòng mới là hàng của Trung Quốc nhưng mà sản xuất riêng cho thị trường Thái Lan. Đây là cái hộp mới nè. Dòng mới này thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ đỏ đậm và màu trắng. Cái bản màu trắng thì nó cao tiền hơn cái bản màu đỏ đậm này. Còn cái bản cũ là cái thùng này, là hàng Trung Quốc. Rồi ba cái này á là nó đều có cái phễu đựng cà phê là chống nghẹt hạt, có nghĩa là ở đây là nó sẽ thiết kế một cái phần để điều tiết cái lượng hạt xuống, nó không có bị xuống quá nhiều cùng lúc, nó sẽ không có nghẹt vào trong cái lưỡi dao lúc mà mình xoay. Thì bây giờ em sẽ xoay từng múc ở trên cái máy, thì nó sẽ có chia ra là 8 múc, từ số 1 đến số 8. Số 1 là mịn nhất và số 8 là to nhất. Số 1 thì mình dùng để pha máy, còn số 8 thì dùng để pha phin. Hôm nay mình sẽ xay thử từng mức. Đây trong hộp là không có gì hết. Giờ mình bật máy lên thử.
trên cái máy này á, tất cả các dòng máy luôn đều có tặng cho mình ba cái cầu chì hết. Đây là vị trí mà mình thay cầu chì nè. Nếu mà có sự cố về điện mình thay cầu chì thì mình sẽ vào cái nút này ra. Nè, phía bên trong nó có cái cầu chì nè, rồi mình thay cầu chì thôi. Là lưu ý là cái dòng máy này mình xay một ngày tầm khoảng 3-4 kg, dùng cho quán cà phê nhỏ. Mình có thể xay liên tục tầm khoảng 15 phút, 20 phút gì đó, thấy máy nóng quá thì mình có thể tạm ngưng rồi xay tiếp. Đối với những cái quán cà phê nhỏ mà pha với số lượng vừa phải thì sử dụng máy này vừa tiện dụng, vừa bền, đẹp, dễ vệ sinh, cũng gọn gàng nữa. Rồi hiện tại là sẽ có 3 dòng máy như vậy để cho mình lựa chọn. Nó cũng không khác nhau gì về chất lượng đâu, tại vì dòng máy Thái thì nó sẽ dùng để sản xuất sang cái thị trường Thái thôi, còn cái này là sản xuất cho thị trường Việt Nam mình. Và tùy theo nhu cầu về màu sắc mọi người muốn sử dụng như thế nào nữa.